Xin mời tất cả người chủ nhà bãi tâm vào. Xin mọi người giờ trang 95 đọc lời sám hối. Silang de tha, de ban de, din tia.
Tassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddha saranam gacchami. Saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Tudiyampi Buddham saranam gacchami, Tudiyampi Dhammam saranam gacchami, Tudiyampi Sangham saranam gacchami, Tudiyampi Buddham saranam gacchami, Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Ti sarana gamanam baribonam. Can you say a little bit about yourself? This is also a meditation center. This also a meditation center. So we have to talk about how important meditation is. We also have to say the necessary factors for meditators. Actually, this is not my first time I talk in this monastery. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thuyết pháp ở đây. This is my second time. Đây là lần thứ hai. In this Dhamma hall. Cũng chính ở ngôi thiền đường này. The first time when we came here for seven sima. Lần đầu tiên khi chúng tôi đến đây trong lễ thuyết giới sima. I have given Dhamma talk here. Tôi đã từng thuyết pháp ở đây. So today again, Dhamma talk. Hôm nay một lần nữa tôi lại thuyết pháp. Many people ask why do we have to meditate? Rất nhiều người hỏi là tại sao ta lại cần phải hành thiền? The question is very simple. Câu hỏi rất đơn giản. The answer is also very simple. Câu trả lời cũng đơn giản. We have defilements, that is why we have to meditate. Ta có những ô nhiễm động hoặc trong tâm, vì vậy ta cần hành thiền. So by meditating, we can overcome defilements. Bằng việc hành thiền, ta có thể vượt qua được ô nhiễm trong tâm. Although we cannot uproot totally, at least we can subside the defilements. Kể cả khi ta không
có chữa, kể cả khi ta chưa nhổ được tận gốc rễ những ô nhiễm trong tâm thì ta ít ra ta cũng làm giảm trừ được các ô nhiễm đó. So the defilements will make mind impure. Những ô nhiễm trong tâm khiến cho tâm trở nên không thanh tịnh. So we have purity, if we have purity of the mind, we must subside defilements. Khi mà tâm không thanh tịnh thì ta cần có biện pháp xử lý để làm giảm ô nhiễm. So why do we have to meditate? It's very simple. We have defilements, to subside defilements, we have to meditate. Vì vậy mà để trả lời câu hỏi là tại sao ta cần hành thiền thì câu trả lời rất đơn giản là vì tâm ta còn ô nhiễm, ta cần phải giảm trừ ô nhiễm, vì vậy ta phải hành thiền. So you may have to learn many different meditation methods from many different teachers. Các quý vị chắc đã từng học rất là nhiều phương pháp thiền khác nhau từ những vị thầy khác nhau. In Vietnam. Ở Việt Nam. You may have many, many teachers, right? Các quý vị chắc đã có rất nhiều các vị thầy. More than enough. Nhiều hơn là đủ. Then you can also listen to many Dhamma talks. Các quý vị chắc cũng đã từng nghe rất nhiều những buổi thuyết pháp lớn. Then you may have many, many information about meditation. Và cũng đã tiếp nhận rất nhiều những thông tin về hành thiền. So we have to emphasize. Ta phải nhấn mạnh. Pali tradition. Vào những cái truyền thống Pali, tức là truyền thống tu tập mà dựa theo kinh điển Pali. Pali is the language of the Buddha himself used for teaching. Pali là ngôn ngữ mà Đức Phật đã dùng để giảng pháp cho nhân loại. For today, for your information, I have to start. What are the necessary factors for meditators? Hôm nay tôi sẽ nói với quý vị về chủ đề là những cái điều gì là yếu tố cần thiết mà một thiền sinh cần có. So the Buddha has explained. Đức Phật đã giải thích. Instructed many different methods for many different people. Rất nhiều những phương pháp thiền khác nhau cho những người khác nhau. Although the Buddha explains and Buddha instructs many different meditation methods, if we don't follow the Buddha's teaching, then we cannot attain any jhanas or path and personality. Mặc dù Đức Phật đã hướng dẫn nhiều phương pháp thiền khác nhau, nhưng nếu như ta không có theo chặt chẽ những lời Phật dạy và thực hành đúng, thì ta không thể nào đạt được những thành tựu như là chứng thiền hay chứng đắc thánh đạo và thánh quả. The Buddha can know people's minds. Đức Phật có thể biết được tâm con người. People's defilements. Biết được những ô nhiễm trong tâm của một con người. They are inclinations and they are tendency. Những cái xu hướng thiên hướng tâm của họ. So the Buddha can give proper instruction to meditators. Đức Phật có thể đưa ra những lời hướng dẫn cụ thể và thiết thực cho mỗi người. That's why they can practice better. Vì vậy họ có thể thực hành tốt hơn. Even Brahma Sariputta don't have this kind of ability. Thậm chí là ngài Xá Lợi Phất Sariputta không có được khả năng này. So that means in modern society. Nghĩa là trong xã hội hiện đại. Although you have met many meditation teachers. Mặc dù các quý vị đã gặp rất nhiều các vị thầy. They cannot know your tendency. Họ không thể biết được thiên hướng của bạn. Cái xu hướng tâm của bạn. Your inclination. And your defilements. Những ô nhiễm trong tâm của bạn. If somebody say that they can know, that means that she can be careful. Nếu như có ai đó nói rằng họ biết, đấy là họ đang lừa. Cẩn thận. How many times have you been cheated? Đã bao nhiêu lần các quý vị đã bị lừa? Sometimes. Đôi khi. We have very limited knowledge. Chúng ta có những cái kiến thức rất giới hạn. No, we don't have that. Not much about Buddha's knowledge. Buddha's knowledge. Ta không biết nhiều kiến thức về Phật pháp. We may believe easily, right? Ta có thể dễ dàng tin một cách mù quáng. But if we follow the Buddha's teaching. Nhưng nếu ta theo sát những lời Phật dạy. You will live and get them better. Thì sẽ tốt hơn. So I'm also a meditation teacher. Tôi cũng là một thiền sư. It doesn't mean you must follow me.
Nhưng không có nghĩa là các quý vị phải đi theo tôi. Yeah, if I say something wrong, something far from Buddha's teaching, you don't need to follow me. Nếu như tôi nói một cái điều gì đó sai hoặc là không đúng với lời Phật dạy, thì các quý vị không nhất thiết là phải làm theo lời tôi nói. The Buddha is the most important, right? Đức Phật quan trọng hơn, có đúng không ạ? The Buddha is the wisest. Đức Phật là bậc trí tuệ nhất. The compared to ordinary people. So sánh với tất cả các vị tỳ kheo. It's very, very far. Trình độ kiến thức rất là xa so với Đức Phật. So one day, một ngày, one of the friends from Rajagaha. Prince. Yes. From Rajagaha approached the Buddha and asked a question. Một hôm có một vị hoàng tử ở đến từ thành Rajagaha hỏi Đức Phật. And they, is there all that the all people can attain by the Christian knowledge after learning from you, or they cannot? Thưa bậc đạo sư, liệu có phải là tất cả các vị tỳ kheo đều có thể chứng đắc thánh đạo và thánh quả từ những lời dạy của ngài hay là không? The Buddha said, Đức Phật nói, some can, some cannot. Một số thì có thể, còn một số thì không. This is a little strange, right? Nghe có vẻ lạ đúng không ạ? Teacher is the Buddha. Người thầy là Đức Phật. The Buddha himself teach. Đích thân Đức Phật dạy. Some can attain, some cannot. Vậy mà một người, một số có thể chứng đắc, một số thì không. The prince also asks again. Vị hoàng tử hỏi lại. Venerable sir, thưa bậc đạo sư, why is it so? Tại sao lại vậy? There is also a good teacher, there's also meditator, there's also right tradition, right meditation methods. Why they cannot attain? Thưa bậc đạo sư, tại sao lại vậy? Cũng có người thầy tốt, cũng có những người học và có những phương pháp được chỉ dẫn đúng. Vậy tại sao lại có người thì chứng đắc được mà có những người thì không? Then the Buddha also put a counter question again. Đức Phật hỏi trở lại người hoàng tử, vị hoàng tử. Suppose a man asks you how to go to Rajagaha. Ví dụ như có một người hỏi ông là làm thế nào để đi đến thành Rajagaha. Then you also know which part is the shortest way to go to Rajagaha. Ông cũng biết là cái cách nào, đường nào là đường ngắn nhất để đi đến thành Rajagaha. Then you also guide how to go, where to go. Ông cũng hướng dẫn họ là làm nên đi như thế nào, đi đến nơi nào. But the traveler does not listen you are guided, can he get Rajagaha? Nhưng người khách lữ hành đó không làm theo những cái lời những chỉ dẫn đường của ông. He said no. Nếu như người lữ hành đó không làm theo những lời chỉ dẫn của ông thì liệu người đấy có đến được Rajagaha không? Thì vị hoàng tử trả lời là không ạ. Similarly, there are many meditators. Tương tự như vậy có rất là nhiều những người thiền sinh. They don't listen to the Buddha. Họ không có nghe theo lời Phật dạy. Then they cannot attain anything. Cho nên họ không có đạt chứng đắc được cái gì. Now, although we listen to the Buddha, mặc dù ta có nghe theo lời Phật dạy, if we don't have the necessary factors, nếu ta không có những yếu tố cần thiết, then we cannot improve. Ta không thể tiến bộ được. So what are necessary factors? Vậy thì những yếu tố cần thiết ở đây là gì? What is it really called? The good meditator. Những yếu tố nào để tạo nên khiến một thiền sinh được đánh giá được coi là một thiền sinh tốt? It's also important. Điều này rất quan trọng. Right? So the Buddha also explained. The Buddha also asked another question to the prince. Đức Phật lại hỏi vị hoàng tử thêm một câu nữa. Do you know how to ride an elephant? Ông có biết làm thế nào để cưỡi voi không? So ancient time when they are going to fight against other country, they will use elephants. Ở trong thời
cổ đại ngày xưa, khi mà có chiến tranh họ muốn đánh nhau thì họ thường là cưỡi voi. So the prince know the prince knew how to ride an elephant. Vị hoàng tử biết cách làm sao để cưỡi voi. Then what also ask another question. Đức Phật lại hỏi thêm một câu nữa. Can you teach the art of riding elephants to a young boy who does not have confidence? Vậy liệu ông có thể dạy cái kỹ thuật cưỡi voi cho một cậu bé trai mà không có đủ sự tự tin hay không? Remember this one. No confidence. Hãy nhớ rằng là đấy là cậu bé mà không có lòng tự tin. So another one is, he is also unhealthy. Thêm nữa là cậu bé đấy cũng không có khỏe mạnh. He is also dishonest. Và không có chân thật. He is also lazy. Và lười biếng. He is unwise. Và không có thông minh. Can you teach the art of riding elephant to that kind of boy? Liệu ông có thể dạy cái kỹ thuật cưỡi voi cho một cậu bé như vậy không? Then the prince said. Vị hoàng tử trả lời. And they let along all the five. If they have only one of the five, I cannot teach. Vị hoàng tử trả lời, thưa bậc đạo sư, không nói đến cả năm cái yếu tố đó. Nếu như cậu bé chỉ có một trong năm yếu tố đó là đã không thể nào học được kỹ thuật cưỡi voi rồi. So all the people here can speak Vietnamese, right? Tất cả những quý vị ở đây đều biết nói tiếng Việt đúng không ạ? So a foreigner from other country, một người nước ngoài, wants to learn Vietnamese, muốn học tiếng Việt, but that person doesn't have confidence to nhưng learn mà Vietnamese. Người đó không có sự tự tin là mình có thể học được tiếng Việt. He's also healthy, unhealthy. Và cũng không có khỏe mạnh. Always coughing, sneezy. Luôn luôn là ho, hắt hơi. Only minor sickness. Thì cái bệnh lặt vặt. He's also dishonest. Và cũng không có chân thật. Also very lazy. Lười, lại còn lười biếng. Not intelligent. Và không thông minh. How long does it take for him to study Vietnamese? Thế thì một người như vậy mất bao nhiêu lâu để học được tiếng Việt? 3 months, 4 months, 1 year, or 1 life? 3 tháng, 4 tháng, 1 năm hay là cả cuộc đời? 1 life maybe, right? Có khi là cả cuộc đời đúng không? 4 life he may not be able to study. Okay. Có khi cả cuộc đời ông ấy không có khả năng học được. So now, the Buddha also said. Đức Phật cũng nói. Suppose there is a man who went to study the art of riding elephant from you. He has very strong faith or confidence. Suppose a young man approached him and asked, he will learn the art of riding elephants, but he has confidence. Nếu như mà có một cậu bé đến gặp ông và muốn học kỹ thuật cưỡi voi, cậu ấy là một cậu bé tự tin. Also, he is healthy. Và khỏe mạnh. He is also honest. Và chân thật. He is also very intelligent. Chăm chỉ. He is also intelligent. Và thông minh. Can you teach him? Thì ông có thể dạy cậu bé đó không? The prince said yes. Đức Phật nói, vị hoàng tử nói, được ạ. So now similarly in meditation. Tương tự như vậy trong hành thiền. We should have these 5 qualities. Ta cần có 5 phẩm chất đó. The first one, we must have satta. Thứ nhất là ta cần có sự tự tin. Ta cần có chánh tín. So satta, most people translate as faith or confidence. Chánh tín thường hay được dịch là tiếng Việt thực ra theo con hiểu là chỉ có từ chánh tín, niềm tin đúng đắn. But the meaning of satta is not that much easy to explain.
ý nghĩa sâu sắc của chánh tín không phải là đơn giản dễ dàng giải thích. You know already, we believe in Buddha's quality, Dhamma's quality, Sangha's quality. Ta cần có niềm tin đối với các phẩm chất của Đức Phật, tức là và ân Đức Phật, và cả có niềm tin vào ân Đức Pháp, và có niềm tin vào ân Đức Tăng. This is a very basic. Đấy là rất cơ bản. In every religion, trong mỗi tôn giáo, they may have that kind of belief. Họ đều có thể có những cái niềm tin như vậy. So I mean, they may believe in their gods. Nghĩa là họ có thể tin vào những vị thánh trong tôn giáo của họ. But when we say Sangha, nhưng khi ta nói đến chánh tín, not only believe in Buddha, Dhamma, and Sangha, chánh tín trong đạo Phật, but also believe in Dhamma ownership, thì không chỉ đơn thuần là niềm tin vào ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, mà còn tin vào nhân quả, nghiệp và quả của nghiệp. Dhamma ownership means when you are doing good, good result will come. When we are doing bad, bad result will come. Nghĩa là tin vào điều là khi ta làm điều gì tốt, kết quả tốt sẽ đến, khi ta làm điều xấu, kết quả xấu sẽ đến. So this is called Sadda. Đấy chính là chánh tín Sadda. So we must believe in Dhamma and its results. Vậy là ta cần phải tin vào nghiệp và quả của nghiệp. That is also important to believe in three trainings. Và cũng rất là quan trọng là cần phải tin vào ba sự tập huấn, tức là tin vào giới định tuệ. Oh, you must also believe in the benefit of three trainings. Và tin vào lợi ích của giới định tuệ. For example, sila. Ví dụ như giới. Is beneficial, right? Là có đem lại lợi lạc. Actually, if you can observe this, you don't have to spend too much money. Nếu như ta có thể giữ được giới hạnh thì ta không cần phải tiêu xài nhiều tiền. Then you can save more money, right? Ta có thể tiết kiệm được nhiều tiền. For example, ví dụ, if you undertake every set, nếu như ta giữ 8 giới, so after midday, afternoon, you cannot eat anymore. Sau ngọ ta không được ăn gì nữa. You don't need to cook. Không cần phải nấu nướng. You have some more time. Thì có thêm thời gian. Also, you don't spend too much money, right? Và không phải tiêu xài tiền nhiều. So similarly, tương tự. Next one is like a Manakana Vipana. Tiếp theo là từ Pali mà thầy vừa nói. Manakana Vipana is like a now, because they're cosmetics, right? Tức là mỹ phẩm. Perfume. Nước hoa. Very expensive, right? Rất, những thứ đấy rất là đắt tiền, đúng không? So if you abstain from Malakana Vipana, you can save more money. Nếu như mà ta giữ giới là không trang điểm, không đeo vòng hoa, không dùng nước hoa, thì là ta tiết kiệm được rất nhiều tiền. Then similarly, Nachiketa. Tương tự như là Nachiketa, là từ Pali. The one, like singing, dancing, listening to the music. Nghĩa là hát, nhảy múa, nghe nhạc. So, if you want to listen very famous music, you have to buy, right? Nếu như mà muốn nghe những cái điệu nhạc nổi tiếng, thì mình phải mua, đúng không? So, if you always have the research, you can save more money. Nhớ ra thọ bác quan trai, giữ tám giới thì ta giữ được tiết kiệm được nhiều tiền, không phải tiêu xài cho những việc đó. So Uchasayana Mahasayana. Bây giờ đến giới Uchasayana Mahasayana. Very luxurious bed. Tức là không ngủ nghỉ trên những cái giường sang trọng. So I have been to one of the furniture company in US. Tôi đã từng đến một cái nhà máy đang sản xuất thiết bị ở trong nhà, đồ vật trong nhà. Many different types of beds, many different types of sofa. Có rất là nhiều loại giường, nhiều loại ghế sofa. So many different types of blankets and very luxurious. Nhiều loại chăn, những cái hàng xa xỉ, nội thất xa xỉ.
cái gì cũng đắt. There are some people that may have been to Pabudraya, they may have been to Mankuti. And they may have been to Mankuti. Pabudraya. Có một số người ở đây họ đã, có một số người đã đến trường thị thiền lâm viện Pa A, đã từng đến thất của tôi. You may have been to Mankuti, some of you may have been to Mankuti. Một số trong các quý vị ở đây đã chắc đã từng đến thất của tôi ở thiền lâm viện Pa A rồi đúng không ạ? I don't have sofa. Tôi không có cái sofa. Cloth, yes, bed sheets, and pillow. Chỉ có một miếng vải trải ở trên giường, ở ga giường và một cái gối. Is it better, right? Thế tốt hơn đúng không ạ? When we have more properties, we have to take care of it more. Khi ta có nhiều đồ vật hơn thì ta phải chăm sóc nó nhiều hơn. When we have less properties, we have to take care of less things. Khi ta có ít đồ vật hơn thì ta sẽ ít phải chăm sóc nó hơn. This is just a normal benefit of seven precepts. Đấy là cái lợi ích thông thường của trì giới. So I have already asked you in the very beginning how many times have you been cheated? Ngay từ đầu của buổi thuyết pháp này tôi đã hỏi các quý vị là đã bao nhiêu lần các quý vị bị lừa. So if you have been cheated by somebody, you may not believe, right? Nếu như quý vị đã từng bị ai đó lừa thì chắc quý vị cũng không dễ dàng tin điều gì đó, đúng không ạ? So if we are moral, nếu ta có giới hạn, if all the people are moral, nếu tất cả mọi người đều có giới hạn, we will not cheat anybody, we will not be cheated by anybody. Ta sẽ không đi lừa người khác và ta cũng không bị người khác lừa. Then we may believe each other. Thì ta có thể dễ dàng tin tưởng lẫn nhau. Now we suspect. Bây giờ chúng ta nghi ngờ. Then not the very smooth relationship. Và mối quan hệ giữa con người với nhau không có được trôi chảy và hòa. So that means the benefit of morality is many. I cannot calculate. Như vậy là giới hạn đem lại rất là nhiều lợi lạc. Và những lợi lạc mà tôi không thể nào kể hết ở đây. So when we believe in three trainings and the benefit of three trainings, this is really called sadha. Khi ta có niềm tin đối với giới định tuệ, niềm tin đối với lợi ích của giới định tuệ, thì đó là chánh tín. So now in Vietnam Buddhism, you may believe in many things. Trong Phật giáo Việt Nam, các quý vị có thể tin vào rất nhiều điều. Then you may believe in supernatural power. Các quý vị có thể tin vào những cái phép thần thông. You may believe in supernatural human being. Là tin vào những chúng sinh ở các cõi giới khác. Then that kind of thing is not really called sadha. Những cái tin vào những điều đó không hẳn gọi là chính tín. So 2 days ago I was in Đà Nẵng. 2 ngày trước tôi ở Đà Nẵng. I raised a question. Tôi đã hỏi một câu. Is there any arahat in Vietnam? Ở Việt Nam có vị nào đắc A-la-hán không? Then one lady. Một người phụ nữ giơ tay và trả lời. She said the name of two bhikkhus. Bà ấy đưa ra tên của hai nhà sư họ giới Tỳ Kheo. Then who tell you that he's arahat? Tôi có hỏi là ai nói với bà rằng nhà sư đấy là vị A La Hán? Cannot answer. Bà ấy không thể trả lời. This is called blind faith. Cái niềm tin kiểu như vậy là niềm tin mù quáng. Right? Sometimes. Đôi khi. Even they believe in one bhikkhu, they say, oh, he's arahat out of devotion. Con người có thể người ta có thể tin vào một người nào đó, một nhà sư nào đó và cứ nghĩ rằng nhà sư đó là vị A La Hán và niềm tin đó là dựa vào cái đơn thuần tin vào người đó thôi, tin vào cá nhân người đó. If he is really A La Hán, nếu như vị đó thực sự là A La Hán, he may not declare that I am A La Hán. Thì vị đó sẽ không có công bố rằng mình đắc quả A La Hán. If somebody declare that he is arahat, nếu có ai đó công bố rằng mình đắc quả A-la-hán, then you must be careful. Thì quý vị cần phải cẩn thận. If
they will be a fake Arahant. Đấy, có đấy sẽ là A-la-hán giả tạo. Not only that, there are many people. Không chỉ như vậy. They say they declare that they have supernatural power. Rất nhiều người họ công bố rằng họ có thần thông. People also believe in that kind of teaching. Con người cũng tin vào những cái, nhiều người cũng tin vào những cái tuyên bố như vậy. This is also not really called faith. Những cái niềm tin như vậy không thật sự không phải là chánh tín. So we just say blind faith. Đó là mê tín, niềm tin mù quáng. Why? Tại sao? The Lord has to lay down the rules. Đức Phật đã chế định ra giới. We must not declare or we must not announce that we have attained some supernatural power, jhana, or path of personalities. Đức Phật đã chế định ra giới là chúng tôi đây là các nhà sư thọ giới tỳ khưu không được tuyên bố về cái sự chứng đắc của mình như là tuyên bố rằng mình đã chứng thiền hay là mình đã chứng đắc thánh đạo thánh quả. So if we tell the truth attainments, this is also offense. Nếu như mà một vị tỳ khưu mà thực sự đã chứng đắc ở mức độ nào đó và tuyên bố về cái sự chứng đắc của mình thì đấy là phạm vi phạm vào giới luật của Đức Phật. I mean, one people say I'm an Arahant. Ví dụ như một vị tỳ khưu tuyên bố rằng tôi là đã đắc thánh quả A-la-hán. If he has attained really, then the offense is not that serious. Nếu như mà vị tỳ khưu đó tuyên bố rằng tôi đã đắc A-la-hán và thực sự vị tỳ khưu đó là người thực sự đắc A-la-hán thì đại đấy cũng là vi phạm giới luật, nhưng cái vi phạm đấy nó không quá là nặng nề. But the Lord has already prohibited. Nhưng mà Đức Phật đã nghiêm cấm. So if the people say untrue attainment. Nếu như mà một vị tỳ khưu mà tuyên bố về cái sự chứng đắc không có thật, tức là hoàn toàn là thực sự không chứng đắc nhưng mà tuyên bố là mình chứng đắc cái thành tựu đó. It is a very very heavy offense. Thì cái phạm tội đó rất là nặng. So that means whether we attain or not, we must not declare, we must not talk to lay devotees. Nghĩa là một vị tỳ khưu cho dù có chứng đắc được hay không thì cũng không được tuyên bố với người cư sĩ về sự chứng đắc của mình. So if we declare, that means we don't follow Buddha's teaching. Nếu ta tuyên bố thì đấy là ta, nếu một vị tỳ khưu mà tuyên bố những điều như vậy thì đấy là vị tỳ khưu đó không giữ theo giới luật của Đức Phật. That's why chính vì vậy many of the Vietnamese, rất nhiều người Việt you have very very strong faith. Có rất là nhiều niềm tin. Many of the Vietnamese are very easy to believe. Rất nhiều người Việt rất dễ dàng tin. So I should get more information, right? Tôi nên nói thêm một chút thông tin. Okay, so there are many ways to be famous. Có rất là nhiều cách để trở nên nổi tiếng. Even at the time of the Buddha. Thậm chí là ở thời gian thời Đức Phật còn tại thế. There are many many people. Có rất là nhiều vị tỳ khưu. They wish to earn more or they wish to gain more. Then they declare that they have attained first jhana, second jhana, third jhana, ahadashir, something like that. Vì họ muốn được nhận nhiều sự cúng dường hơn, cho nên là họ đã tuyên bố là tôi đã chứng đắc được tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, tầng thiền thứ tư. Tôi đã chứng đắc được cái này, cái kia. So people like, then many people offer. Rất nhiều người thích cái điều đó và khi họ, người cư sĩ nghe thấy thì bắt đầu cúng dường rất là nhiều. Although they don't use in their house. Mặc dù họ không có dùng ở trong nhà của họ. Although they don't eat. Mặc dù họ không ăn. Very much tries food in their home, but they prepare special food for the big week. Họ có nhiều đồ vật thực quý giá, thượng hạng, họ cúng dường cho vị tỳ khưu. So that means. Nghĩa là. Many people follow, right? Even at the time of the Buddha. Rất là nhiều người theo cái lối tin như vậy, kể cả từ thời Đức Phật còn tại thế. So when knowing that, the Buddha laid down the rules. Khi biết điều này, Đức Phật đã chế định ra giới luật.
So we must not say that we have attained first jhana, second jhana, third jhana or eight attainments. Một vị tỳ kheo không được tuyên bố về sự chứng đắc của mình như là tuyên bố là đã chứng đắc ở tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba hay là tuyên bố về bất cứ sự chứng đắc nào. So if we have only faith in Dhamma, nếu như ta chỉ có niềm tin đối với chánh pháp, it is better. Thì sẽ tốt hơn. If we just have faith in the quality of Sangha, it is good enough. Nếu như ta có niềm tin đối với ân đức của chữ của Đức Tăng, thì như vậy tốt hơn. In following Vinaya, practicing well, or we can say could be good. Tuân theo giới luật của Đức Phật và hành thiền và thực hành pháp tốt thì đấy là một vị tỳ kheo tốt. So, the first thing is you must believe in your ability. Điều thứ nhất là quý vị phải tin vào khả năng của mình. Many meditators. Rất nhiều thiền sinh. They also say, I don't think I can attain jhana. Tôi không nghĩ là tôi có thể chứng thiền. What do you do now? Bây giờ cần phải làm gì? If you don't believe your ability, you cannot take. Nếu như quý vị không tin vào khả năng của mình thì quý vị không thể nào chứng đắc được cái gì. But when you believe, it is possible. Nhưng khi quý vị có sự tự tin thì điều thì có thể. But one more thing, if you have overconfidence, it's also dangerous. Thêm một điều nữa, nếu như quý vị tin quá đà, tức là quá tin tưởng, tin quá mức vào khả năng của mình thì lại có vấn đề. We can believe, but we must be wise. Ta cần phải có niềm tin nhưng ta cũng cần phải có trí tuệ. So we are wise, we have right position. Khi ta có trí tuệ, ta có những quyết định đúng. So that means confidence. Nghĩa là sadha also can produce right decision, can cause the right decision. Chánh tín có thể dẫn đến những quyết định đúng. We call in Bali sadha dimokha. Trong tiếng Pali gọi là sadha dimokha. The second quality is healthy, right? Phẩm chất thứ hai là sức khỏe. So we must be healthy. Ta cần phải có sức khỏe. So in modern community, trong xã hội hiện đại, also we have very many technology. Ta có rất là nhiều kỹ thuật hiện đại. When we go to the hospital and the medical checkup, we can find many many sickness in our body. Khi ta đi đến bệnh viện và khám sức khỏe, thì ta sẽ tìm thấy rất nhiều bệnh. Right? Everybody has sickness. Ai cũng có bệnh. But he has sickness means we have two types of sickness. Nhưng ở đây chúng ta có hai loại ốm đau. The first one is embody we call bayaladi. Loại ốm đau thứ nhất, loại bệnh tật thứ nhất là bayaladi. This sickness. Nghĩa là ốm. Everybody has sickness. Ai cũng có ốm đau. Second one is bayaladi vibhuta. Loại thứ hai là bayaladi vibhuta. Giống như từ thầy vừa nói. So then is overpowered by sickness. Tức là nghĩa là bị choáng ngợp bởi sự ốm đau. So although we have sickness, but we can stay, eat normally, sleep normally, meditate normally, it's okay. Ví dụ như khi ta bị ốm một cái bệnh tật gì đó, chúng ta vẫn có thể ăn ngủ bình thường, vẫn có thể hành thiền được bình thường, sinh hoạt bình thường, thì đấy là ta vẫn còn ổn. When we are very seriously sick, we cannot eat normally, sleep normally, we cannot meditate anymore. Khi ta ốm rất là nặng, ta không thể ăn, không thể ngủ một cách bình thường, không sinh hoạt bình thường được và không hành thiền được. That's why we must be healthy enough to meditate. Như vậy là điều kiện cần có là ta cần phải đủ khỏe để hành thiền. So that the one I have already told you, honesty. Phẩm chất thứ ba là sự chân thật. So I should use the Pali words. Two Pali words. Tôi sẽ dùng ở đây hai từ Pali để giải thích. The first one is called Maya. Từ thứ nhất là Maya. Maya means we conceal our offense or our mistakes. Maya nghĩa là ta che giấu cái tội lỗi hay cái khuyết điểm của ta. So when we make some mistake, we don't hide our mistake. Khi ta có lỗi lầm gì đó, ta che giấu cái lỗi lầm của mình.
This also called not honest. Đấy cũng là một cái dạng không chân thật. So when we say, okay, don't do this, then complain, or maybe he may say many other things, he may prove many things to do that one. If I say, don't do this, then he may say many ways, many ways to do that one again. Ví dụ như là thầy nói là không được làm như thế này, thì họ lại đưa ra rất nhiều những cái lý lẽ viện giảng để giải thích là cần phải thế này, cần phải thế kia. Second one is called Satheya. Cái thứ hai là Satheya ở tiếng Pali. Satheya is actually revealing non-existent quality. Satheya nghĩa là khoe khoang hay biểu lộ những cái phẩm chất mà thực ra người đó không có. So if we use only one English word, we can write hypocrite. Nó tương tự giống như là từ đạo đức giả. Or is it immoral? Ví dụ như là người không có giới hạnh, but vô đạo đức. He declares he is immoral. Nhưng lại tuyên bố là mình là người có giới hạnh. So uneducated, he may declare he was well educated. Một người không có giáo dục nhưng lại nói là tôi được học hành tốt. This is called Satheya. Đấy là Satheya. Not only that, attainment. Không chỉ vậy mà còn cả về sự chứng đắc. So, we also have many stories about that one. Có rất là nhiều những câu chuyện về cái điều này. Okay, so I will have to explain one story, right? One story really called Satheya. Tôi sẽ kể một câu chuyện ở đây để dẫn chứng về Satheya. Then there is a young man. Có một người đàn ông trẻ. He declared that he can read other people's mind. Anh ta tuyên bố là anh ta có thể đọc được tâm người khác. Whether it's true or not, many people follow him. Không biết đấy có phải là sự thật không, nhưng mà rất nhiều người đi theo anh ta. Then there's a wise man there. Và có một người có trí tuệ. He knew that the young man is just making for fame or gain. Và cái người có trí tuệ đó biết rằng cậu thanh niên trẻ này làm tất cả những điều đó vì danh lợi. So he go to that young boy, young man. Bậc có trí tuệ liền đến tìm gặp cậu thanh niên. Hold a stick in his hand. Và cầm một cái gậy ở trong tay. So it's very famous. You can read other people's minds. Tôi nghe nói là cậu rất nổi tiếng về cái khả năng có thể đọc được tâm người khác. Can you read my mind? Vậy cậu có thể đọc tâm tôi được hay không? No, this is a stick in my hand. Bây giờ có một cái gậy ở trong tay tôi. Just read my mind. I'm going to hit you or not. Bây giờ hãy đọc tâm tôi đi xem là tôi có định đánh cậu hay không. It's very practical, right? Cái câu hỏi này rất thiết thực đúng không ạ? Now can you read my mind? I'm going to throw this body or not? Bây giờ quý vị ở đây có thể đọc được tâm tôi hay không? Là bây giờ hãy đọc tâm tôi đi xem là liệu tôi có sẽ vứt cái chai nước này đi hay không? You cannot read, right? Quý vị không có đọc được đúng không ạ? No. It's very simple, right? Rất là đơn giản đúng không ạ? But if you say, okay, you are going to hit, then you may not hit. Nhưng mà nếu bạn nói là chắc anh sẽ đánh tôi thì là có thể anh lại không đánh nữa. So if he say you don't hit, for example, he nếu như mà cái người bị hỏi mà trả lời là anh không định đánh tôi đọc tâm cho anh thấy anh không định đánh tôi. So he may say opposite. Thì anh ta sẽ có thể nói ngược lại. That's why the mind reader cannot read anymore. The mind reader. Chính vì vậy mà cái người đã tuyên bố là mình có khả năng đọc tâm người khác không thể nào đọc được nữa. Cannot be famous anymore, so. Không thể trở nên nổi tiếng nữa. So we have very good logic, right? Ta có cái logic rất là tốt ở đây đúng không? You should believe or you can easily use this method. Quý vị có thể tin được hay không thì quý vị có thể muốn kiểm tra xem có dễ tin hay không thì quý vị có thể thử cái phương pháp này. That's another story. Có câu chuyện khác. A big group. Một vị tỳ khưu. Actually, in the very beginning, he's very sincere.
ban đầu khi mà bắt đầu thực hành thì vị đó rất là thực hành một cách chân thành. Later he would be famous. He would be famous. Later. Sau đó một thời gian sau thì vị đó muốn được trở nên nổi tiếng. So he expected too much gain and fame. Và mong đợi rất nhiều danh lợi. He find many ways. He find out many ways. Và vị tỳ hưu đó tìm rất là nhiều cách. So when he look around his monastery. Khi mà nhà sư đó nhìn quanh cái ngôi chùa của ông ta. So his monastery is in the mountain side, also very high mountain cliff. Ngôi chùa của ông ta là ở một vùng rừng núi và ở ngay sát một cái đỉnh núi cao. So there's also two trees in two sides of mountain cliffs. Two trees, huh? Và có hai cái cây ở hai phía bên của cái bờ núi. So one side, the tree in one side, the branches of one tree in one side will touch with the branches of another side. Và cái cành của cái cây ở bên bờ này của núi ấy, thì lại xòe ra và chạm vào cái cành của cái cây bên kia ở núi. One day, một người cư sĩ đến và mời nhà sư đến thọ trai ở nhà ông ấy. Vị tỳ hưu nói là ông cứ đi trước đi, tôi sẽ đến sau. So the man has to go down the mountain, then he has to go very long way to cross the mountain cliff, then he has to go to the village. Thì theo lệ thường là nhà sư đấy sẽ phải đi xuống núi và đi vòng qua cái sườn núi để đi đến nhà người cư sĩ. So the way is very easy, climbing a tree, we just hold the branches and cross the mountain cliff. Thay vì đi bằng cách thông thường đó thì vị tỳ hưu trèo lên cái cây ở bên bờ này bờ núi và trèo qua cái cành mà xòe ra và chạm vào cái cành bên kia bờ núi. Đi theo cái cách như vậy thì trèo xuống cái cây cái bên bờ bên kia bờ núi và đi đến nhà người cư sĩ theo đường tắt. The layman had to go very long. He had shortcuts. He was at a hole earlier than the layman. Còn người cư sĩ thì vẫn đi theo cái đường bình thường, tức là xuống núi rồi đi vòng qua sườn núi, cho nên là xa hơn và nhà sư đến nơi nhà của người cư sĩ đã sớm hơn là người cư sĩ. When the man who invited him right at home, he is already sitting there. Khi mà người cư sĩ về đến nhà của mình thì đã thấy vị tỳ khi ngồi sẵn ở đó. Then the man asked, "How do you come? You come late. How do you get right here first?" Người cư sĩ rất ngạc nhiên hỏi là này sư, sư đi sau con mà tại sao bây giờ sư lại đến trước? Then the bhikkhu answer. Vị tỳ khưu trả lời. You should not ask this kind of question to the bhikkhu. Ngươi không nên hỏi cái dạng câu hỏi thế đối với một vị tỳ khưu. Okay. So then he became famous. Thế là nhà sư đó trở nên nổi tiếng. You know, he is a psychic power. He can come very quickly here and there. Người ta bắt đầu đồn đại là, nhà sư đó có thần thông, nhà sư đấy có thể đi rất nhanh từ chỗ này đến chỗ khác. It happened many times. Nó xảy ra rất nhiều lần. Then, one day. Một hôm. The man is a other psychic or was it like a famine? Other side of mountain cliff. Sorry. It means a farm. Cultivation. Other side of mountain cliff. And he saw that they could climb out of mountain. Okay. Một hôm thì có một người nông dân khi đang làm ruộng thì nhìn thấy từ phía bờ ruộng ở dưới thung lũng thì nhìn thấy nhà sư leo lên cái cây rồi trèo qua cái cành bắc sang bên kia. Để trèo sang cái cây ở bên kia sườn núi. Then he also said that why he came here, he must go to his monastery. Why he came to my near my farm? Người nông dân rất là ngạc nhiên tự hỏi là tại sao cái nhà sư này lại không đi theo cái đường
quanh chùa mà lại đường lối đi của chùa mà đi theo cái đường đi qua bờ ruộng của tôi. After that man go into the forest, then the farmer also follow him. Khi nhà sư đi đến vào rừng thì người nông dân cũng lặng lẽ đi theo. But then he hike and he just follow back. The people is doing it here. Người nông dân đi theo vị tỷ khi một cách lặng lẽ bí mật. Then when see the people is crossing mountain cliff by holding the branches, he realized, okay, that must become arhat because of branches of the tree. Người nông dân nhận ra rằng, okay, hóa ra là vị sư này được đồn đại là một vị đắc a la hán vì là ông ta đã có cái cách để trèo lên cây đu qua cái bờ cành cây vắt bên bờ bên kia để vượt qua cái bờ núi. So then branches, the branches also can make arhat, right? Cái cành cây cũng có thể khiến một người trở thành a la hán đúng không ạ? But later, nhưng sau đó, the farmer, người nông dân, the branch of the tree, cắt cái cành cây xòe ra đó. But he didn't cut totally. Nhưng mà không có cắt hoàn toàn. He just keep a little bit small layer on the branches. Small layer on the branch. Mà ông ấy chỉ cắt một cái lớp nhỏ của cái cành. So next time, lần tới, when the people cross over the mountain cliff, đi qua cái sườn núi theo cái cách như cũ, it's broken, cái cành cây nó bị gãy, and fall off the mountain cliff, và vị ấy bị rơi xuống vực núi. From that time, he cannot be arhat anymore. Từ khi đó thì vị ấy không thể nào thành bậc a la hán nữa. Okay, the main thing is, cái điểm chính là there are many people, they want to be famous. Có rất là nhiều các người họ muốn được trở nên nổi tiếng. They will use many different tricks to attract people. Họ dùng rất là nhiều những kỹ thuật, cái cách mánh khóe để mà lừa người khác. So if like this, it's very difficult to teach. Nếu như vậy thì sẽ rất là khó để dạy. The Baba was there practicing not for attaining jhana or nirvana. They tell you they have faith, gain of faith. Mục đích của cái sự thực hành của họ không phải là để chứng thiền hay chứng đắc thánh đạo thánh quả, mà là chỉ để được danh vọng và lợi dưỡng. Okay, in brief, the meditator must be honest. Tóm tắt lại là một người thiền sinh cần phải có sự chân thật. Okay. If we are honest, we can improve. Nếu có sự chân thật, ta có thể tiến bộ. Otherwise, the efforts. We can also say right efforts. Phẩm chất tiếp theo là tránh tinh tấn. So when we say right effort, khi ta nói tránh tinh tấn, we have to know two different things. Ta cần phải biết hai điều khác nhau. So for overcoming akusa, for accumulating kosa. Một là nỗ lực để vượt qua những bất thiện, và thứ hai là nỗ lực để thành tựu được những điều thiện. We must have enough mind power. Ta cần phải có đủ năng lực của tâm. So if we are practicing very diligently, we can achieve everything we like. Nếu như ta có thể thực hành pháp một cách tinh cần thì ta có thể đạt được mọi điều ta muốn. So there are many things to talk about with you, right? There are many things to talk và about. Và có rất nhiều ý, bạn có rất nhiều điều để nói về sự tránh tinh tấn. So at least, tối thiểu, you must be diligent enough to attain something you have never attained before. Là ta phải đạt được, ta phải tinh cần đến đủ để đạt được những thành tựu mà ta trước đây tôi chưa từng đạt được. So 5 years ago, 5 năm trước, you are meditating 1 hour a day. Quý vị hành thiền 1 tiếng một ngày. Now also 1 hour a day. Bây giờ vẫn thế, 1 tiếng một ngày. We cannot say improvement. Như vậy không là không có một sự tiến bộ nào. 5 years ago, 1 hour a day, now 3 hours a day. 5 năm trước là mỗi tiếng, mỗi ngày 1 tiếng, bây giờ mỗi ngày 3 tiếng. Okay, you are improving. Thì là có thể coi là có tiến bộ. So 5 years ago, you can concentrate only 20 minutes. 5 năm trước ta chỉ hành thiền được 20 phút. Although you say 1 hour. Although you sit 1 hour, you can spend only 20 minutes. Mặc dù là ngồi 1 tiếng, nhưng thực ra chỉ định tâm được 20 phút.
So now when you sit 1 hour, you can concentrate 45 minutes. Bây giờ thì khi ngồi thiền 1 tiếng, chúng ta định tâm được 45 phút. So then you improve it. Như vậy là có tiến bộ. Similarly, you may have a joint. Tương tự ta có thể có gì? Shambhalachi. Sự tĩnh tâm thư thái. Every day, if you experience with the same types of joint, shambhalachi. Hàng ngày nếu ta cứ trải nghiệm kinh nghiệm cùng một loại hỷ lạc. No more improvement. Không có tiến bộ nào hơn. So if we overcome, nếu ta có thể vượt qua shambhalachi, if we just keep focus on the breathing normally, và tiếp tục định tâm trên hơi thở một cách bình thường, then we can get better. Thì ta có thể tốt hơn. So that's why. Chính vì vậy. We must be diligent enough to achieve. Ta cần phải đủ chăm chỉ. Something we have never attained before. Để thành tựu được những điều mà ta chưa từng đạt được. So this also important. Đấy cũng là điều quan trọng. So that means in samsara. Nghĩa là trong luân hồi. We have attained jhanas many times, right? Và rất nhiều lần ta chưa từng chứng đắc thiền. It's very clear we have attained bhajan personality in the samsara. Nó rất là rõ là ta chưa từng chứng đắc được thánh đạo và thánh quả trong vòng luân hồi. If we have attained bhajan personality. Nếu quý vị đã chứng đắc được thánh đạo và thánh quả. Then I cannot see you, you cannot see me. Thì tôi không thể nhìn thấy các quý vị và quý vị cũng không thể nhìn thấy tôi. That we all end up in nirvana. Tất cả chúng ta đều đã nhập vô dư niết bàn. So anyway, dù sao chăng nữa, hãy chăm chỉ tinh cần. Be diligent to meditate. Trong hành thiền, chăm chỉ tinh cần trong hành thiền. Okay, now the last one is. Phẩm chất cuối cùng là. Wisdom. Trí tuệ. So if we say wisdom, that means we must know the right object. Khi nói đến trí tuệ, ta phải nói đến cái đề thiền đúng, đối tượng đúng. So when you are practicing breathing meditation. Khi ta hành thiền hơi thở. Then you must know it's right or wrong. Ta cần phải biết thế là đúng hay sai. So you must know right object or wrong object. Ta phải biết đề mục đúng hay đề mục sai. Similarly, when we are going to practice vipassana. Tương tự khi ta hành thiền quán vipassana. So we must clearly understand. Ta cần phải hiểu rõ danh và sắc. So when we are practicing very high this knowledge. Khi ta đang hành thiền cái we must cái tuệ kiến thức về tuệ. So we must clearly know the cause of the relationship arising apparition of nama rupa. Khi ta đang hành thiền quán thiền tuệ vipassana, ta phải biết được cái nhân và quả cause and relationship and arising apparition và sự sinh khởi và hủy diệt. So this also important. Đó cũng là điều quan trọng. Okay, although mặc dù we say sadda, faith is important. Ta nói sadda tức là chánh tín là quan trọng. Without the wisdom, the faith cannot be truth. Nhưng nếu không có trí tuệ thì cái niềm tin không thể là niềm tin đúng hay là không phải là chân lý. So although we are healthy, if we are not very wise, we cannot improve ourselves. Mặc dù ta có sức khỏe nhưng nếu ta không có trí tuệ thì ta cũng không tiến bộ được. No, we may be sincere or honest. If we are not very wise, also not very useful. Mặc dù ta có thể rất là chân thật, chân thành, nhưng ta không có trí tuệ, ta không biết thực hành một cách thông minh, thì ta cũng không tiến bộ được. That we may be intelligent. If we are not very wise, also not the most effective efforts. Nếu ta có thể rất là chăm chỉ tinh cần, nhưng nếu ta không có thông minh, ta không có trí tuệ, thì ta cũng không đưa đến được thành tựu. Another thing, if we analyze too much. Thêm một điểm nữa. Also, if we analyze unnecessarily, then we cannot have faith. We may have more doubt. Nếu ta phân tích quá nhiều và có nhiều những cái sự phân tích không không đáng có, không thỏa đáng, thì ta có thể là nảy sinh nhiều nghi ngờ. So it's also important to have sadda and panya. Vậy rất là quan trọng là phải có cả chánh tín và tuệ, trí tuệ. So if we can balance well, we can improve faster. Nếu ta có thể cân bằng tốt giữa chánh tín và trí tuệ, thì okay, ta sẽ tiến bộ tốt hơn. So for today's Dhamma talk,
Hôm nay bài thuyết pháp hôm nay. There are five factors. Tôi nói về năm yếu tố. Necessary factors for meditators. Và cần thiết cho một người thiền sinh. Sata. Một là chánh tín. Health. Hai là sức khỏe. Sincerity. Ba là sự chân thật. Efforts. Bốn là tinh tấn. Năm là trí tuệ. If you have these five. Nếu quý vị có năm phẩm chất này. You will improve. Quý vị sẽ tiến bộ. You can achieve whatever thing you like. Quý vị sẽ thành tựu được bất cứ điều gì mình muốn. When the Buddha say five, don't talk about four. Khi Đức Phật đã nói năm thì đừng có mặc cảm là bốn. Right? If you have only four, it will be very slow. Nếu như mà quý vị chỉ có bốn thì nó sẽ rất chậm. If you have only three. Nếu quý vị chỉ có ba. Slower. Thì còn chậm hơn. If you have two. Nếu quý vị có hai. Don't expect anything. Đừng có mong đợi cái gì. If you have one. Nếu chỉ có một. This life is meaningless. Thì rất là vô nghĩa. Right? If you have nothing. Nếu không có gì cả. You are totally useless. Thì quý vị thật là kẻ vô ích. Thầy bảo là tại sao quý vị lại làm như thế? Ở trước mắt đầu tiên không bao giờ vỗ tay. Okay. So as conclusion, may you all be able to follow the Buddha instructions and may you all be able to practice and attain realizations of Nirvana. Như là một kết luận thì tôi mong là các quý vị có được những phẩm chất tốt trong hành thiền, có thể tiến bộ trong hành thiền, chứng đắc thánh đạo và thánh quả, chứng nhập niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du. Quý vị có ai có câu hỏi gì không ạ? Các quý vị có ai có câu hỏi gì không ạ? Xin giơ tay thì là bạn ở trên này sẽ chuyển mic tới. He said that in Dhamma talk today, Bhante mentioned about five factors for a good meditator. But he also read about 37 enlightenment factor. In 37 enlightenment factor, mentioned five bala and five indriya. Is something similar? Some factor is same as Bhante said today. Some is different. So can Bhante explain more about the difference and the similarity between the two? Okay, for example. Ví dụ. The Pali was very clear already. Là từ Pali rất là rõ. Bala. Bala tức là nỗ căn, nỗ lực. Bala means power. Và bala, tiếng Pali là bala, tiếng Anh là power, tiếng Việt thì không là lực, chúng dùng từ là ngũ lực. So that means indriya. Indriya là ngũ căn đúng không? Indriya means like a sovereignty or control. Sovereignty. 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 Rulership. Rulership. Lordship. Lordship. Nghĩa là indriya nghĩa là tiếng Pali, tiếng Việt dịch là ngũ căn, nghĩa là cái khả năng mà làm chủ. We also translate control and faculties.
hay còn gọi là tiếng Anh là controlling faculty, tiếng Việt tạm dịch là cái khả năng làm chủ. Okay, so that means when you have this, these five. Khi ta có năm cái phẩm chất đó. That means you have power. Là phẩm năm phẩm chất của ngũ lực ấy, thì ta có sức mạnh. So you have mind power. Thế tâm ta có đủ sức mạnh. So now that means indriya. Thế còn nói về đấy là ngũ lực ấy. Thế còn nói về nghĩ ngũ căn tức là indriya. We say also controlling faculties. Tức là tiếng Anh là controlling faculty, tiếng Việt là ngũ căn. So whether you attain jhana or higher jhana, standard jhana, medium jhana, but decided by that faculties. Nghĩa là khi quý vị có chứng được thiền hay không, whether you attain jhana, khi mà quý vị chứng được thiền, dù là chứng được tầng thiền ở mức cơ bản, mức trung bình hay mức cao, thì cũng đều là do ta có được đủ cái khả năng làm chủ cân bằng của năm cái yếu tố ngũ căn đó. So then when you have standard controlling faculties, you will take lower first jhana, standard first jhana. Khi cái ngũ căn của ta phát triển đủ đến mức chuẩn mực cơ bản, thì ta bắt đầu chứng được vào tầng thiền ở mức cơ bản. So when you control faculties is higher or the medium. Khi ngũ căn phát triển mạnh hơn đến mức cao hơn khá hoặc là mức rất là mạnh. You will attain medium first jhana. Thì tại cái chứng thiền của ta sẽ ở cấp cao hơn lên cái mức chứng thiền mức trung bình hoặc là mức cao. So when control faculties become very powerful, you can attain the highest first jhana. Khi mà ngũ căn mà phát triển ở mức mạnh nhất, thì cái sự chứng thiền của ta cũng ở cái mức mạnh nhất. So these five will make the quality of jhana. Năm cái yếu tố ngũ căn đó sẽ tạo nên cái phẩm chất của chứng thiền, tức là đã chứng thiền rồi nhưng cái chất lượng của chứng thiền cũng khác nhau tùy vào cái mức độ phát triển của ngũ căn. Ok. Thấy được chưa ạ? Chị Bách này, con muốn hỏi ngài một câu là trong Phật giáo là chúng con ấy tu tập như thế nào để có trí tuệ để phát triển? His question is, he asked an upasaka how to practice in order to develop panya, the wisdom. So there are many ways to develop panya. Có rất là nhiều cách để phát triển trí tuệ. So the easiest way is to associate with wise people. Cách dễ nhất là kết giao với người có trí tuệ. Right? This is the easiest way, right? Đấy là cách dễ nhất. How many wise people around you? Có bao nhiêu người có trí tuệ ở quanh con? He said that he don't know. He is looking for. Okay. This is it. Bạn ấy bảo bạn chưa biết, bạn còn đang đi tìm. Okay, so another one. Điều thứ hai để trau dồi trí tuệ. So can we read in very deep and profound sutras? Đọc những cái bài kinh rất là sâu của Đức Phật. So there are some sutras very deep and very profound. Có một số bài kinh rất là sâu sắc. You're gonna understand easily. Con không dễ dàng hiểu. Somebody must help you to understand. Một số sẽ phải có người thầy chỉ cho con, giúp con hiểu được. So then actually in Vienna, if you want to know one meaning, you have to read many, many books maybe. Wow. In Vienna, when you wish to know the meaning of one Pali word, you have to read many, many books maybe. Ở Việt Nam, nếu như mà con muốn biết ý nghĩa của một từ Pali, có lẽ là con sẽ phải học để đối chiếu rất là nhiều kinh sách. Because Vietnamese Pali dictionary, Pali dictionary is very limited. Tại vì là những cái quyển từ điển tiếng Pali Việt rất là hạn chế, rất là ít. So, you know, in Myanmar we have more than 20 volumes. 20 volumes. Pali Myanmar dictionary, more than 20 volumes. Từ điển Pali Myanmar, từ điển Pali Miến có khoảng hơn 20 chương. So if we want to know the meaning of one Pali word, we can go and open this book, read, finish. Nếu mà ta muốn biết ý nghĩa của một từ Pali, ta chỉ cần mở cái quyển từ điển này ra, đọc, đối chiếu và biết được. Okay, so
Another thing is willingness. Thêm một điều nữa là sự tự nguyện. So when are very willing to study or you know very willing to practice Dharma. Thì ta có sự tự nguyện muốn được học lời Phật dạy và học hành theo chánh pháp. Then whatever thing you are learning, you can absorb very well. Thì con học cái điều gì con cũng sẽ rất là dễ dàng hấp thu và lĩnh hội. So that means you might have more willingness to study. Nghĩa là con cần phải có thêm cái sự tự nguyện ước muốn mong được học và hành theo chánh pháp. Actually, many audio books in Vietnam. Có rất là nhiều, ở Việt Nam có rất nhiều sách nói. When I came to Vietnam the first time, khi tôi đến Việt Nam lần đầu, my car driver, người lái xe của tôi, always play the audio book in the car. Luôn mở sách nói ở trong ô tô. The one he used is Buddhavasa. Lúc đó là anh ta hay mở cái quyển Đại Phật Sử. About the Parami. Đoạn nói về Ba La Mật. So actually, I don't know what is the audio, but later I can recognize. In Vietnam, you call Paramat, right? Lúc đầu là tôi không biết là đấy là nói về cái gì, nhưng mà về sau tôi bắt đầu nhận ra, tại vì hình như từ tiếng Việt Parami, tiếng Bali, lại tiếng Việt hay gọi là Ba La Mật. So I asked, what is the audio book? This is about Parami, he said. Tôi mới hỏi người lái xe là, thế cái đoạn băng này nói về cái gì? Người lái xe bảo là đây là nói về Ba La Mật. The one I come from Hà Nội to here. Từ Hà Nội đi đến đây, thế là đến ngôi chùa này. In the car also the car driver owner just play audio books again. The one also come out. Trên ô tô đi đoạn đường từ Hà Nội về chùa này trong sáng nay ấy, thì là người lái xe cũng cứ bận mở kinh Phật, cũng mở sách về pháp ra và sáng nay là anh ấy mở quyển sách ấy, sự vận hành của nghiệp. So then you may have many audio books like that. Chắc là các quý vị cũng có rất là nhiều những cái sách nói như vậy. If you cannot read, nếu như quý vị không thể đọc, you can listen, right? Thì có thể nghe. Okay, then. Thế được chưa? Sa-ru. Very clever, huh? Là thông minh. Trong cuộc sống của con thì có rất nhiều công việc, rất nhiều người mà đến với mình, cái công việc này nó không như ý mình mong muốn, mà là cái con người đấy làm việc cũng như là làm việc với mình không như ý mình muốn, thì thường mình sẽ có một cái cảm xúc là sân, là giận. Thì làm sao để trong cuộc sống con có thể kiểm soát được cái điều đó? His question is, in the daily life, we have to work and have to meet or come across many kinds of people. And there are people who he don't like, or he has the behavior which is not desirable for him. So it is sometimes he has dosa. So he wants to get to give him the advice and instruction about how to overcome dosa in this situation. Okay, so sometimes I will say only one stanza, okay? Sẽ chỉ nói một câu thơ, giống như câu khắc cú. That one is from Charaka story. Một câu thơ này là đến từ chuyện tiền thân. So one of the ascetic, my aspiration, may I not see a fool. Một nhà tu khổ hạnh có đưa ra lời ước nguyện là nguyện cho tôi không phải gặp kẻ ngu. May I not listen to a fool? Nguyện cho tôi không phải nghe những kẻ ngu nói. So may I not talk with a fool? Nguyện cho tôi không phải nói chuyện với kẻ ngu. If I have to talk, may I not agree? May I not agree with him? Nếu như tôi phải nói chuyện với kẻ ngu thì nguyện cho tôi không có đồng ý với kẻ ngu. Okay. So in this context. Trong cái bối cảnh này. Although we make aspiration, may I not see the fool, we have to see the fool, right? Trong bối cảnh của bạn ấy, thì là cho dù mình có ước nguyện là nguyện cho tôi không phải gặp kẻ ngu, nhưng mình vẫn cứ phải gặp kẻ ngu. Although
listen, we have to listen sometimes. Dù mình không có muốn nhưng mà đôi khi mình vẫn cứ phải nghe kẻ ngu nói. We don't need to talk about, we have to talk sometimes. Dù ta không có muốn phải nói chuyện với kẻ ngu nhưng đôi khi ta vẫn cứ phải nói chuyện với kẻ ngu. The more important is the mind. Cái điều quan trọng hơn là tâm. Don't agree with that, it's okay. Chừng nào mà cậu không có đồng ý với kẻ ngu thì ok, thì ổn. Thêm một điều nữa, compassion. Là tâm bi mẫn. Just feel pity for them. Cảm thấy là đáng tiếc cho họ. So sometimes their behavior is very harmful for community, they don't know. Và đôi khi là hành vi cách cư xử của họ rất là có hại cho cộng đồng nhưng mà họ không biết. Actually, they are very pitiful living beings. Họ là những chúng sinh rất đáng thương. So just try to ready compassion to what that kind of people. À, hãy cố gắng để giải lòng bi mẫn cho những chúng sinh như vậy, những người như vậy. Okay. Then you can release your mind to this. Thì mình cũng sẽ giải tỏa được những bức thế trong tâm mình. Okay now. Sadhu, sadhu, sadhu. Thật sự cho con muốn hỏi một câu hỏi là có sự giống và khác nhau giữa con đường đi của một vị hướng đến an hán quả và đi theo con đường Bồ Tát. Đấy câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là làm có những cách nào để phát triển cái lòng tư duy của mình. Con thành kính cảm ơn sư. Xin phép nói lại về câu hỏi thứ nhất, tức là làm thế nào. Câu hỏi điểm giống và điểm khác nhau giữa con đường đi để đắc A La Hán và để một hướng theo hướng của hướng của A La Hán, một hướng theo hướng Bồ Tát. Câu hỏi thứ hai là có những cách nào để phát triển cái lòng từ bi của mình. He had two questions. The first question is what is the difference in the way or the direction of a bhikkhu or somebody who practice dhamma in order to attain arahatship, and a person who practice dhamma to follow the bodhisattva way, like to be sammasambuddha. He don't mention the word sammasambuddha, but he mentioned the word bodhisattva way. It is the first question, what is the difference between the two ways? The second question is how to develop metta. So if you bodhisattva will also you must be Buddha one day, right? Nếu như mà phát nguyện là Bồ Tát thì một ngày sẽ trở thành Phật, đúng không ạ? So you must fulfill Parami. Như vậy thì phải hoàn thiện ba la mật. Moreover. Thêm nữa. You must be able to practice Abhisankalpa Khayana. Bạn phải có khả năng thực hành pháp cho đến mức phát triển Sankharupena, Sankhara Upeka. So that means you have to practice arhat, then the way of arhatship. Nghĩa là bạn phải thực hành pháp theo cái con đường thực hành pháp theo đúng cái lộ trình để đắc A La Hán. But you cannot attain arhatship. Nhưng mà không đắc được quả A La Hán, tức là lộ trình mình thực hành pháp cũng giống như là để đắc A La Hán nhưng mà mình không đạt được cái quả A La Hán. One more thing here. Thêm một điểm nữa. So, for example, our Gautama Buddha. Ví dụ như Đức Phật Gautama của chúng ta. He had been born in many lives. Ngài đã tái sinh trong rất nhiều kiếp. So he had fulfilled many many parami. Ngài đã trau dồi rất nhiều ba la mật. Then, whenever he became a human being. Chừng nào, cứ khi nào mà ngài tái sinh làm người. Or anything higher than human being. Hoặc là ở cõi giới cao hơn người. Thì ngài đều hành thiền cho đến khi đắc được tới tầng nhận ra được Sankhara Upekkha.
So he has already received the definite prophecy from Tipen Brahmuda. That's why he cannot change. Ngài đã được nhận sự thọ khí của Đức Phật Dipankara, cho nên Ngài không thay đổi được cái điều này. But now in modern society, nhưng trong xã hội hiện đại hiện nay, you haven't caught any definite prophecy from any Buddha. Các quý vị chưa từng được sự thọ khí của Đức Phật nào. That's why you can change your mind anytime. Chính vì vậy mà bạn có thể thay đổi tâm mình. So, thay đổi cái quyết định của mình. Okay, the main thing is, điểm chính là if we are going to be Buddha, nếu ta có nguyện muốn thành Phật, then we must be diligent in fulfilling Parami. Thì ta phải rất tinh cần trong việc trau dồi ba la mật. Okay, so I have to say one thing here, right? Ta phải nói một điều đây. Tôi sẽ phải nói một điều đây. Maybe I don't know, many years ago, nearly 10 years ago, maybe. Nhiều năm trước đây, có lẽ đến khoảng 10 năm. One lady, một người phụ nữ came to Palm Royal. Đến thiền lâm viện Ta Ao. She is from China. Người phụ nữ đó đến từ Trung Quốc. She said, I'm born to be Buddha. Tôi muốn, người phụ nữ nói là con muốn thành Phật. Then I said, okay, if you want to be Buddha, you must fulfill Parami. Tôi mới nói là, nếu mà cô muốn thành Phật thì cô phải trau dồi ba la mật. Have you ever studied Parami? Cô đã bao giờ đọc và tìm hiểu về ba la mật chưa? Then, so can you fulfill Parami? When I ask, she said, that is too terrible. Và tôi hỏi là, thế liệu cô có sẵn lòng cho người ba la mật không? Cô ấy trả lời là, sư, cái đấy rất là khủng khiếp. So in China, we have easier way. Ở Trung Quốc, chúng tôi có cái cách dễ hơn. So it was very, very easy way we can become Buddha. Có những cách rất là dễ để thành Phật. Is it possible? Liệu cái đấy có thể xảy ra hay không? To be a BA or MA is easy? Để đạt được cái ta bằng cử nhân hay thạc sĩ thì có dễ không? To pass PhD is easy? Để có được bằng tiến sĩ thì có dễ không? Even worldly education is that much difficult, right? Thậm chí trong cuộc sống thế tục, những cái đấy nó cũng là khó đạt. So to be Buddha is not that much easy. Nhưng mà thành Phật thì lại càng không có dễ dàng chút nào. Right? Okay. That's how to develop metta, right? How to develop metta. How to develop metta. But Bante, before that question, I think maybe Bante explain more about Sankhara Upekha, because I think many of them cannot understand what is Sankhara Upekha. You don't know? Cháu có thỉnh thầy là thầy giải thích thêm về Sankhara Upekha, vì khi thầy nói đến Sankhara Upekha, chắc là nhiều quý vị ở đây không biết đó là gì. Có nhiều người biết về cái từ đấy không, và có cần giải thích thêm về Sankhara Upekha là gì không ạ? Yes, they don't know Sankhara Upekha, can you tell please explain? It will be very heavy topic, be careful. Nó sẽ là một chủ đề rất nặng đối với các bạn. Okay, I'm just say only can breathe, okay? Tôi sẽ chỉ nói tóm tắt thôi. Sankhara Upekha equanimity towards Sankhara. Sankhara Upekha nghĩa là giữ được sự quân bình đối với các Sankhara. So when we can practice very well, Vipassana, then gradually our insight knowledge become very powerful. The way that kind of knowledge equanimity towards Nama Rupa. Khi mà ta có thể thực hành rất là, Mata say again. When we can practice Vipassana, gradually, our intention will become powerful. Finally, now we have equanimity towards Nama Rupa. Khi mà ta có thể hành thiền quán Vipassana rất là tốt, thì là các cái tuệ quán, trí tuệ thiền quán của ta trở nên ngày càng trưởng thành hơn, và ta phát triển được cái tâm xả đối với danh và sắc. But there is no sign of Sankhara. Nhưng mà không hề có dấu hiệu của Sankhara. Ở đây cháu chưa giải thích Sankhara là gì, nhưng mà tốt nhất để Ngài giải thích thôi. Vì cái thuật ngữ đấy không có trong tiếng Việt. Okay, so for example, I should say it is easier way, right? Tôi nên nói theo kiểu dễ hơn. This body is made of small particles. Cái thân thể này được tạo nên bởi nhiều những cái phần tử nhỏ.
Every single particle, there are many different types of materiality. Và mỗi một cái phần tử nhỏ đó được tạo nên bởi nhiều những cái sắc chất. So gradually, when you can practice very well, dần dần khi ta có thể hành thiền rất tốt, all particles will disappear. Tất cả các phần tử nhỏ đó biến mất. But the ultimate reality remains. Và các sự thật chân đế thì vẫn tồn tại. Like you also have more equanimity towards nama rupa. Và ta sẽ có càng nhiều cái sự quân bình và buông xả đối với các towards nama rupa. Và có càng nhiều sự quân bình và buông xả đối với danh và sắc. So this is the highest insight knowledge. Đấy là cái mức độ cao nhất của trí tuệ thiền quán Vipassana, trí tuệ thiền quán. Sau đó là đến cái mức độ trí tuệ thiền quán mà gọi là Anuloma, cháu không biết tiếng Việt là gì nhưng mà tiếng Anh thì là conformity, tức là sự hòa hợp. Khi đã đạt được đến mức Anuloma rồi thì chỉ trong một lộ trình tâm ta chứng đắc được thánh đạo và thánh quả. So that's when, okay, in brief, Sankalpa Kanyana is the highest Samadhi Vipassana Jnana. Nói một cách tóm tắt là Sankarupekha là mức độ cao nhất của trí tuệ thuyền quán mà ta có thể thực hành trong thiền Vipassana. Ở cái mức mà của người chưa chứng đắc thì đấy là mức cao nhất, còn qua được mức đấy rồi là đạt thánh quả trong một lộ trình tâm. Now the question is, how to develop metta, right? How to develop metta? Bây giờ thầy ngài trả lời câu hỏi thứ hai là làm thế nào để phát triển tâm từ? Okay, is there any or who has a metta sutta? Ở đây đã có ai học về tâm kinh tâm từ chưa? She said no. He said no. No, nobody. Thế có ai khác đã học về tâm kinh tâm từ? Thế còn thiền sinh ở ngay chính ngôi chùa này thì sao? You may have chắc các quý vị đã từng tụng kinh tâm từ rồi đúng không? Okay, somebody said yes. Okay. He said that please Bante explain and somebody who already read Metta Sutta. Please, don't say anything, so that Bhante can explain to us. So, in Metta Sutta, we have the quality of Metta Meditation. Trong kinh tâm từ thì có nói đến phẩm chất của một người hành thiền tâm từ. Then we can see the quality of Metta Meditators. Quality of, we also have quality of meditators. Quality of Metta. Lỗi cháu có dịch sai câu trước là trong kinh tâm từ có nói đến phẩm chất của tâm từ và đến câu thứ hai ngài nói là cũng nói đến phẩm chất của một người hành thiền tâm từ. Okay. Because they, anyway, when we study Metta Sutta, khi ta đọc kinh tâm từ, so we must have the quality of meditators. Ta phải biết về phẩm chất của một người hành thiền tâm từ. Karaniya Mattha Kusalena. Karaniya Mattha Kusalena, đấy là tiếng Pali ngài đọc trong kinh tâm từ. How about that? Yanda Sanda Bhajan Abhisamaja Sekho Ujuja Sujuja. You can recite all these Pali. Đấy, tức là ngài vừa mới đọc nguyên văn tiếng Pali trong kinh tâm từ đấy ạ. Then you should analyze one by one. Và lúc đó mình cần phải đọc và phân tích từng từ một. Is it too long, right? Nó rất dài đúng không ạ? I was only the first one, Karaniya. Vì rất dài cho nên ở đây tôi chỉ nói đến một phẩm chất đầu tiên là Karaniya. Karaniya means what we should do. Karaniya là cái gì mà ta nên làm? We said Akaraniya. Ta cũng có Akaraniya. What we should not do. Là những gì mà ta không nên làm. So these two should come together. Hai cái điều này cần phải song hành, thực hành song hành cùng với nhau. So in Buddha teaching we can learn both, do and then don't. Trong lời dạy của Phật thì ta phải lưu ý đến cả hai, điều gì ta nên làm và điều gì ta không nên làm. So Karaniya means we should abstain from, we should be abstain from healing, stealing, such as misconduct, telling lies,
slam down and backbiting, useless talk, if you can breathe for your wrong action and by the wrong action. Karamia là ta phải giữ cho mình không được làm những điều như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói những lời thô tục, uống rượu. So then we wish not key, we wish not steal. Tức là ta phải giữ gìn về cái thân nghiệp để không có trộm cắp, không sát sinh, không làm điều bất thiện. So why we should not keep? Tại sao ta không nên sát sinh? When we have beta, we will not keep. Khi ta có tâm từ, ta sẽ không sát sinh. So one more thing, thêm một điểm nữa, I have to inform. Tôi phải nói ở đây, in all the parami, tất cả các ba la mật, when we are alone, we cannot fulfill parami. Và khi ta ở một mình, ta không thể trau dồi được ba la mật. So if at least there must be two people. Tối thiểu phải có hai người. For example, dana. Ví dụ như bố thí, cúng dường. If we are alone, we cannot offer. Nếu như ta sống độc cư một mình, ta không thể bố thí cúng dường. There must be second living beings who can accept our donation. Cần phải có một chúng sinh khác để chấp nhận cái sự cúng dường của ta. So it can be a human being. Có thể là người. It also can be an animal. Cũng có thể là súc sinh. Cho dù cái bên thọ nhận là ai thì cũng không quan trọng, nhưng mà phải có. So if we offer, nếu ta cúng dường bố thí, something to, for the, if we give food for the dogs, for example, nếu ta cho chó ăn chẳng hạn, with loving kindness, với cái tâm từ, this is also called dana, right? Thì đấy cũng là cái sự đàn lạ là bố thí. Sila also the same. Với hạnh cũng vậy. I think there must be two living beings. Tối thiểu phải có hai chúng sinh. So when we are alone, khi ta một mình, we don't need to kill any living beings. Ta không cần phải giết bất cứ chúng sinh nào. Because there's no other living beings. Vì không có chúng sinh nào khác để giết. So if there's a two, khi mà nếu có hai, now we are ourselves and second person. Tức là bản thân ta và một cái chúng sinh khác, một người khác. Then we can kill. Thì ta có thể sát sinh, ta có đối tượng để mà thực hiện sự sát sinh. So when we have loving kindness, khi ta có tâm từ, we will not kill. Ta sẽ không giết, không sát sinh. That means as we love ourselves, we can also understand they will love themselves. Nghĩa là cũng như ta thương yêu chính bản thân mình, thì ta cũng hiểu rằng họ cũng thương yêu bản thân họ. As we are scared of death, they also scared of death. Cũng giống như ta sợ cái chết, thì họ cũng sợ cái chết. When we have empathy, we will not kill. Khi ta có sự thông cảm, đồng cảm như vậy, ta sẽ không sát sinh. Let me tell you that one. Metta, you call, right? Điều đó gọi là tâm từ. So, okay, if we summarize. Nếu ta tóm tắt. If we don't like something somebody do for us. Nếu ta không thích cái điều gì mà người khác làm cho ta, thì ta cũng không nên làm điều đó với người khác. This is the way of metta. Đấy là cái cách của tâm từ. So we must have empathy more. Ta cần phải có thêm nhiều sự thông cảm và đồng cảm. Then moreover, we must be patient. Và ta càng có nhiều sự thông cảm, đồng cảm, thì ta càng kiên nhẫn hơn. If we are impatient, we cannot practice metta. Nếu ta không có đủ kiên nhẫn, ta không thể thực hành được tâm từ. Whenever metta goes, whenever there's metta, there must be patience. Và mỗi ở bất cứ nơi nào mà có tâm từ, thì ở đó có sự kiên nhẫn. If there's a patience, there must be metta. Nếu ở bất cứ đâu có sự kiên nhẫn, thì ở đó có tâm từ. So they are like head and tail of a snake. Head and tail. Tail. Oh, a snake. A snake. Nó cũng giống như là cái đầu và cái đuôi của một con rắn. Wherever the head goes, the tail will follow, right? À, bất cứ nơi nào mà cái đầu con rắn nó đi thì cái đuôi nó cũng sẽ đi theo sau. Similarly, sometimes the snake will go reverse. The snake will go reverse. À, cũng tương tự là khi mà con rắn nó quay đầu nó đi ngược lại. Now wherever the tail goes, the head will follow. À, thì khi mà nó đi như thế thì cái đuôi nó ở đâu thì rồi cái đầu nó cũng quay lại theo cái chiều hướng cái đuôi nó vừa đi. So they are connected. Nó có sự liên hệ với nhau. So if necessary, you can also do metta meditation. Nếu cần thiết thì quý vị cũng có thể thực hành thiền tâm từ. So come here, meditate here, okay.
đến đây, tức là đến ngôi chùa này và thực hành thiền. Here in this monastery. Okay, đến ngôi chùa, hãy đến cái thiền viện này, ngôi chùa này và hành thiền. Any other Hello. A Mô Di Đà Phật. Con hỏi thầy, cái nghề của con là nghề sửa cây cảnh ấy, mà con toàn sửa chùa và sửa, con có rất nhiều cây ở Thanh Bình là chúng nó thiêu. Mà hiện nay nhiều người nói là con sửa như vậy thì con cắt những cành cây như vậy thì các thần linh ấy ngụ ở trên đó thì sẽ ảnh hưởng, con định bỏ nghề. Nhưng bỏ nghề thì gia đình con không biết là sinh sống ở đâu. Thì con hỏi thầy một câu và một câu thứ hai nữa. Bây giờ con, nhà con chưa có điều kiện, mà con chưa đi chùa được, mà con chỉ ngồi thuyền, đọc kinh, niệm Phật ở nhà hoặc bất kể ở chỗ nào, ví dụ lên máy bay hoặc là ô tô, liệu vậy có được không ạ? Thầy cho con biết ạ. Thầy nhân của biết. Chùa và cả lò thiêu, lò thiêu, lò thiêu. Lò thiêu người ạ. Vâng, vâng, vâng. Vâng, vậy người ta lo thường nói là sẽ có nhiều thần linh ấy. Thần linh của cái cây nổi giận. Thần kinh của những người mà mất trụ ngụ ở cây đó. Thì liệu các con sao không hay như thế nào rồi? Sợ những cái vị thần đấy nổi giận hay sợ cái vị thần đấy làm? Đấy, như vậy. Thì là sợ bỏ nghề thì không làm gì, đó là câu hỏi thứ nhất. Vâng. Câu hỏi thứ hai là gì ạ? Gia đình tôi chưa có điều kiện mà tôi ngồi thuyền đọc kinh ở nhà hoặc bất kể một chỗ nào. Thuyền đọc kinh và niệm Phật. Niệm Phật đây là niệm Phật A Di Đà hay niệm Phật A Di Đà? Niệm Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà khắp mọi nơi như thế thì không. Thì liệu tôi lên ô tô hoặc lên máy bay tôi ngồi tôi niệm có được không? Chưa có điều kiện thì gia đình chưa có điều kiện. Đấy. He had two questions. The first question is his job is make many plant and make many decorations for plant, because some kind of plant in Vietnam, this is the plant is for decoration in the monastery or in some place where they burn the death of the death body of people who pass away. So many people told him that with that kind of job he cut many trees because he want to decorate the trees. He will cut the plants of the tree in certain way. That would make the wolf that stay at the tree angry. So it's dangerous. Another job and advise him to give up his job. But if he give up his job, he had no way to survive, to earn, to have income. So what should he do? This is the first question. Actually, you know, that's the right, like you don't even take that kind of job. Cái nghề của bác là nghề tránh mạng. Bác không phải đổi nghề. They haven't seen any ghost, right? But they just say what they think. Họ chưa có nhìn thấy vị thần nào ở cây là cái loài phi nhân nào cả. Đây là họ chỉ nghĩ theo cái suy diễn theo cái kiểu họ nghĩ. Thế được chưa? Câu thứ hai của bác là the second is with his condition. Now he cannot go to the monastery to practice Dharma because he's busy with work and many things. But he practiced meditation and niệm Phật in Vietnamese. He said that he chants the name of Amitabha Buddha and he chants it all the time, even on the plane, on the car, wherever he go, everywhere. Is it okay with this kind of practice? Actually, thực ra, you know, when we say only the name, it's a just the name. It cannot make any achievement. Khi mà ta chỉ có niệm tên Phật thì đấy chỉ là cái tên, nó không đưa đến bất cứ một sự thành tựu nào.
For example, ví dụ, many people are saying money, 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 hope, the whole night, they cannot have money. Ví dụ như có một ai đó mà cứ niệm là tiền, 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 suốt ngày, suốt đêm, lúc nào cũng niệm tiền, 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 nhưng mà bằng cái cách đấy không thể nào kiếm ra một đồng tiền nào. Okay, similarly, so when you go to the hospital, tương tự nếu như mà mình đi đến bệnh viện, then the doctor may prescribe some medicine. Bác sĩ kê đơn cho mình. We just read descriptions many times. Khi ra khỏi bệnh viện, ta cầm cái đơn thuốc và đọc cái đơn thuốc, cứ đọc đi đọc lại cái đơn thuốc, niệm cái đơn thuốc. Now we may not eat, we just recite the name of the medicine. Ta không hề uống thuốc mà ta chỉ niệm cái tên thuốc, đọc cái đơn thuốc lên và niệm đi niệm lại cái tên thuốc ở trong cái đơn thuốc. It cannot cure our sickness. Thì bệnh của ta không thể nào mà khỏi được. So we have defilements. Ta có ô nhiễm trong tâm. Then to overcome it, only one way, let's do practice. Để vượt qua được cái điều đó, để loại trừ được những ô nhiễm trong tâm, cách duy nhất là thực hành theo chánh pháp. Okay. So meditation is also necessary. Hành thiền là rất cần thiết. So in the plane, in the train, you can keep focus on the breath, keep on breathing and breathing out better. Nếu như mà ở trong máy bay, trong tàu hỏa, trên đường đi, ở bất cứ nơi nào, thay vì niệm Phật ấy, thì bác cứ luôn luôn biết hơi thở, định tâm trên hơi thở, như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. It's also called meditation. Thế cũng được coi là hành thiền. Okay, then. Pháp sư thì không là con thấy là giảm đạo rất là nhiều. Thế mà pháp sư nói là nếu như trên trái đất này mà không ai tụng chú Lăng Nghiêm thì thế giới của ma quỷ nó sẽ lấn át. Mà nếu như ai muốn làm đệ tử của pháp sư thì không, thì trước hết phải thuộc chú Lăng Nghiêm thì là pháp sư mới nhận làm đệ tử. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai là con thấy là cái phong trào mà hộ niệm là rất là phát triển. Cứ A Di Đà Phật mà được về thế giới cực lạc. Mà có những người mà con thấy là hàng hơn 20 ngày thì lúc đấy là người bệnh mới ra đi. Thì con thử hỏi là, nhưng mà khi con xem cái quyển mà người trong cuộc nói gì thì là các nhà nói là không có thế giới cực lạc mà cũng không có chú. Thì A Di Đà Phật, con muốn hỏi thầy hai câu hỏi đó. She said that a Vietnamese monk with the name is Tịnh Nghiêm. A Vietnamese monk, the name is Tịnh Không. He said that in this world, if no one practices a Mahayana mantra named Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm is the name of a Mahayana mantra. If in this world no one chant repeatedly many times Lăng Nghiêm mantra, then the voice, the realm in the voice in the open state will just overcome human life, and, like attract human life, overpower human. So it is very important in the to chant Lăng Nghiêm that mantra. And if somebody who want to his disciple have to learn by heart that mantra, so she want to ask Bhante's advice and opinion about it. Câu hỏi của cô là muốn xin ý kiến của ngài về cái vấn đề đó không ạ? Một là về kinh Lăng Nghiêm. Và cái kinh chú Lăng Nghiêm đấy
là có nếu mà tụng cái chú đấy có tốt không, nhưng mà xem cái quyển là người trong cuộc nói gì thì lại bảo là kinh Phật là không có chú. She want to ask whether if chanting Gap Tantra is it book, but she also read another book or magazine, I don't know, saying that according to the Buddha teaching, Tantra doesn't exist. So she don't know which she can believe. Sure. So she want to ask my face at once. Okay, that was very clear, right? According to Buddha teaching, no Tantra, sure. Theo như là trong lời Phật dạy Nguyên Thủy thì không có chú. Okay. Ngài chỉ trả lời là thế thôi, tức là quan theo quan điểm của Ngài là lời dạy Nguyên Thủy của Đức Phật thì không có các chú, như là chú Lăng Nghiêm, kể cả các chú khác thì cũng không có. Thế mà Pháp Sư thì không, thì cứ nói là tụng chú rất là tuyệt vời, kể cả đấy là. Thế còn câu hỏi thứ hai là Đức A Di Đà Phật đã được kể thế giới cực lạc, nhưng mà khi xem cái quyển là người trong tục nói thì là cũng không có thế giới cực lạc A Di Đà Phật. She also said that chant the name of Amrutamrita Buddha, she heard somebody said it is very useful, and many people after they die, they will let the relative and the friend will chant Amrutamrita Buddha for many days, 20 days for the best people, person, so that the best person can be reborn in the Amrutamrita Buddha's world. And so many people follow this kind of practice. But on the other hand, when she read a magazine, the name of magazine in Vietnamese, I don't know what kind of magazine or book, but she said according to that magazine, saying that Amrita Buddha does not exist. So she don't know what she should believe. Okay, so I have you give some one logic, right? Tôi sẽ đưa ra một số điều mà theo cái dẫn chứng logic ở đây. The Buddha says, Đức Phật nói, don't believe he I say. Không có không có nên dễ dàng tin theo những tin đồn. Don't believe the text. Don't believe the text. Textbooks. Không nên tin vào những cái quyển sách. That's what I mean to be the right? Any textbooks. Tức là những cái sách ấy, chứ không nói đến cái kinh điển nguyên thủy của Đức Phật. Don't believe teacher. Không nên tin vào các người thầy. What I say, don't, 10 times. Đức Phật lặp lại 10 cái điều khuyên mình mà không nên dễ dàng tin tưởng vào cái 10 cái cạnh. But the Buddha recommend only one thing. Và Đức Phật chỉ khuyến khích có một điều. Righteous. After practicing, if it is beneficial, or if it's the truth, then you can practice. After practice, you recognize and good and practice. Set the one. Đức Phật khuyên 10 điều là không nên làm, nhưng mà chỉ ngài chỉ khuyên có một điều là hãy thực hành khác. Khi thực hành thấy cái sự lợi ích và thấy đó là chân lý thì hãy tiếp tục sự thực hành. So for our departed relatives. Đối với những người thân đã quá cố. We cannot see. Ta không thể nhìn thấy. Right, we cannot see whether they are really human being or any other existence. We cannot know. Ta không thể biết là họ tái sinh làm người hay là về cõi nào. Right. So that means. Nghĩa là. If we just say. Nếu ta chỉ nói. If you do like this, then you will be reborn in this kind of state, that kind of state. So we what are really encouraged to believe, just practice. Nếu những người mà cứ chỉ nói là nếu bạn làm điều này thì bạn tái sinh về cõi này, nếu bạn làm điều kia thì bạn tái sinh về cõi kia, nếu mà những câu cũng nói đơn giản như vậy thì Đức Phật khuyến khích ta là không nên dễ dàng tin theo những cái kiểu nói như vậy, mà Đức Phật khuyến khích ta là hãy thực hành khác. But you can experience. Và ta sẽ trải nghiệm khác. We always can experience as Buddha instructed. Khi mà ta đã có được những sự trải nghiệm, những kinh nghiệm theo đúng lời Phật dạy, then we can believe. Thì ta sẽ có thể tin. Okay, so that one is a different way. We cannot see, we cannot experience, so we cannot believe. Những gì mà cô vừa nói ra, ta không thể nhìn thấy, ta không có bằng chứng gì, cho nên là tốt nhất là không nên tin. Okay, one more thing here. Thêm một điều nữa. There are many people, so actually they also like if they, somebody can read other people's future, they also like that kind of. Có rất là nhiều người lại còn hay tin vào cái kiểu một số người tuyên bố là họ có thể biết được tương lai của người khác.
giống như kiểu thầy bói. Right. You also like that kind of teacher, right? Chắc là quý vị cũng chắc là thích nhiều những vị thầy như thế đúng không? Những vị thầy gọi là thầy dạy pháp vậy, nhưng mà cũng biết được cái tương lai của người khác. So actually, the one you cannot see, but after he cannot see, but he can earn money. Cái những gì anh ta nói, những gì mà người thầy đó nói, thì bạn không thể nhìn thấy, không thể kiểm chứng, nhưng mà cái người thầy đó thì lại kiếm được rất là nhiều lợi lộc. So don't go with that kind of teacher, right? Cho nên là không nên đi tìm tiếp cận những người thầy như thế. No. Okay. Sadhu. Now, any more question? Hỏi gì nữa không ạ? Thôi nhé. No more question. Yeah. One more question. Okay. She had one question, is how to fulfill renunciation parami. Okay, we have many different types of renunciation. Có rất là nhiều loại xuất gia. First, we must give up sensual pleasure. Nhưng mà ta phải từ bỏ dục lạc của ngũ trần. This also called parami, also nekama parami. Đấy cũng là xuất gia parami. Nekama means you get like a renounce or just give up. Nekama là cái từ Pali để chỉ thay dịch tiếng Việt sang là xuất gia, nghĩa là từ bỏ. Nghĩa gốc của cái từ Nekama là từ bỏ. Actually, Nekama Pali means to be wise. Cái ý nghĩa của ba la mật xuất gia thực ra rất là rộng. Okay. For example, ordination is also called Nekama Pali. Ví dụ như một người mà xuất gia, nếu mà xuất gia thành nhà sư hay là người tu nữ thì cũng là attaining jhana also nekama parami. Khi mà một người hành thiền mà chứng thiền ấy, thì cũng là cái xuất gia ba la mật. Vipassana also nekama parami. Khi hành thiền quán minh sát vipassana thì cũng là xuất gia ba la mật. So all wholesome dhamma also called nekama parami. Tất cả các pháp thiện thì cũng đều là xuất gia ba la mật. Nandivana also nekama parami. Niết bàn cũng là xuất gia ba la mật. Right? So try to have one of that, okay. Hãy cố gắng để có một trong những cái ba la mật đó. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, so we may share another one. Ngồi hướng công đức ạ. Để được biết rằng đi chân mê cô nhân đi làm mê